Năm 2024, thành phố Tân An phát triển hạ tầng số trên địa bàn với năm mục tiêu cụ thể gồm: hạ tầng viễn thông băng rộng, sử dụng dịch vụ viễn thông, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số nền tảng số. Theo đó, mục tiêu phát triển là xây dựng và phát triển hạ tầng số thành phố Tân An đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng các ngành lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh nhiệm vụ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố, ưu tiên chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng chuyển thông, đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc, đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị.